Thưa quý vị, hiện nay, hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô, cường độ ngày càng lớn, thủ đoạn xuyên tạc ngày càng tinh vi, đa dạng. Những hoạt động đó đã tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân, gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin vào vai trò của đảng. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng là vấn đề cấp bách, ưu tiên, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải là một chiến sĩ trên mặt trận này. Đây là một buổi tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho lực lượng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở do Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức. Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng giúp các cán bộ, đảng viên nâng cao cảnh giác trước những âm mưu chống phá đảng và nhà nước ta, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, cũng như nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã có nhiều đổi mới về nội dung cũng như là phương thức tuyên truyền đối với cán bộ đảng viên cũng như là công chức viên chức và người lao động trong tổng đảng bộ khối trong việc nâng cao cái nhận thức chính trị để nhằm thực hiện tốt cái nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, thành phố chúng ta đã xuất hiện có nhiều cái tin xấu, thì Ban Chỉ đạo 35 đảng bộ khối cũng đã kịp thời đăng tải định hướng cho cán bộ đảng viên để nâng cao cái tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái để làm ổn định cái tình hình tư tưởng cho cán bộ đảng viên cũng như công chức viên chức. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng cũng thường xuyên quan tâm, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng dành cho lãnh đạo chủ chốt và lực lượng cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp. Có thể nói, nhờ kết nối hệ thống cán bộ, cộng tác viên xuyên suốt từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, nên Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, gây hoang mang dư luận tại địa phương. Tuy nhiên, cùng với thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, thì càng đòi hỏi mỗi tổ chức cơ sở đảng phải nâng cao hơn nữa nhận thức, tư duy chính trị và đặc biệt phải phát huy hiệu quả vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Đảng bộ chúng tôi thì xác định là cái công việc mà bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là cái nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt, nó không phải là trong một thời gian mà nó là một quá trình. Do đó thì chúng tôi xác định phải nâng cao cái vị trí vai trò của cấp ủy mà trước hết là người đứng đầu, thứ hai là vai trò của đảng viên. Suy cho cùng, cốt lõi của bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng vẫn phải bắt nguồn từ nhận thức của mỗi đảng viên. Bởi chỉ có nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên thì mới có thể tạo ra sức đề kháng trước các luồng tin xấu và có tư duy, lý luận để bảo vệ cái đúng, phủ nhận, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xuyên tạc, bóp méo sự thật, góp phần tạo đồng thuận xã hội.